Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại cùng với tôi tiếp tục với Marab Aroka ha. Tụi mình vừa mới xây xong, đó chính là cái thành thành hồ bơi. Tại vì tí nữa xây bên kia nữa, mình sẽ làm thang máy, còn với tôi sẽ xây một phần bên kia. Mình sẽ làm cái thang máy sẽ dẫn lên khu này. Khu này là khu nghỉ dưỡng, và tí nữa mình sẽ bắt thêm, đó chính là Megalodon cho cái hồ cá của mình, nó thêm được sinh động. Được rồi, bây giờ thì tụi mình có trò chơi này vui lắm rồi. GT chào mọi người, rồi tụi mình cùng chơi nào. Chào mọi người, mình bay đây. Nè, chuẩn bị nhấn 1, 2, 3 là nhảy xuống nè. Nhớ nhấn cái dù nha. 1, 2, 3. Bay. Các bạn thấy chưa? Nè. Đó, lạng được nè, lạng được nè. Nhấn lạng qua. Không có chết được đâu. Đó, các bạn thấy cái dù này vui không? Cái dù này xài được có 1 lần là từ trên mình bay xuống dưới, mình có thể điều khiển được cái dù bay rất là đẹp luôn. Ủa sao cái cây kiếm nó giờ quýnh 1.000 đam ghê vậy ta? À không phải, tại vì quýnh cái đầu. Để ta đi lấy thịt đùi ăn đó, để ta lấy con rồng, ta giết con này lấy thịt đùi ăn đó. Nồi nhanh hơn như vậy đem nấu đi. Đi, đáng lẽ là chế cái tủ lạnh, đáng lẽ là mình phải chế cái tủ lạnh để giữ được thịt đùi lâu hơn, rồi đi chế được mấy tiếng á. Để ta đi săn ở thịt đùi về nấu súp ăn. Đó, cái chuồng heo hôm qua GT nó làm bị cái con cổ dài nó quýnh, còn giờ còn có 2 con rồi các bạn. Mày bỏ đồ ăn vô cái máng cho con heo ăn đây kìa. Bỏ cái gì vô? Bỏ thịt hay sao? Đi bỏ gì vô ta? Trời, con này thì chắc mình giết cái một. Ồ, con này thực nó đánh giá là tới 8 sao luôn rồi, nói chung là mạnh hơn con rồng này một bậc luôn á. Ghê thật. Con này level 46 chắc mình nghĩ máu nó 10.000 quá. Rồi. Bỏ cái gì Rồi được có vô 5 cục thịt đùi rồi, what the fuck. Bỏ coi bỏ rau vô được không? ta? Bỏ rau được nè. Mình tao ta đi sang ít thịt đã. Có 9 cục thịt đùi à. Wow, con này level 68 luôn, má ơi, ghê hả? Level À, bỏ 68 đồ con ăn cổ vô cái nó dài. hiện. Bỏ đồ ăn vô cái nó hiện đồ ở trong này nè. Để mình giết con này để mà đi kiếm thịt về cho mình với GT ăn đỡ đói. Thổi lửa. Rồi để đi kiếm miếng thịt, sau là mình sẽ làm cái thang máy để cho hai đứa đi 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 lên hoàn thành cái công trình hồ bơi mùa hè. Được có 5 10 15 18 cục thịt đùi rồi. Thôi, bao giờ ăn thì mình đi farm tiếp vậy. Để về nhà nấu thịt đùi. Cái thịt đùi này nhanh hơi cực kỳ luôn á. Hôm qua quá trời thịt đùi hư hết trơn Hôm rồi. qua gần 100 cục thịt đùi mà. Chưa, kiểu như là quên không xài tủ lạnh. Nếu mình xài tủ lạnh thì đã đỡ rồi. Bỏ gỗ vào. Nấu lên. Rồi, vô lấy thịt đùi ăn nè. Để lấy mấy cục ăn đó. Cái này không có thịt chết đói luôn á. Để mình lấy một ít thịt theo. Được 44 phút mà sao thấy nó nhanh quá vậy ta? 44 phút mới hư mà. Đấy, ăn vô, ăn no vô rồi tụi mình bắt đầu làm việc thôi. Tí nữa mình sẽ xuống biển đi bắt Megalodon, và bây giờ mình sẽ làm cái thang máy để đi lên trên cho con JT nó đỡ chết. Nó đi đâu rồi? Mày đi lo cái chuồng heo của mày hả? Mà sao cái này thì phe hoài mà nó cứ đen hoài vậy ta? Từ từ nó đang hồi. Đây, cái này là cái thang máy mà bằng metal mình mới học được. Đâu rồi ta? Đây nè. Cần gỗ với ingot.
Cần gỗ với ingot, cần gỗ với ingot. Ok, hết gỗ rồi, mình đi lấy ít gỗ thôi còn chi ke. Ấy mày rảnh mày ra bờ suối mày trồng ít cây đi. Cái gì? Trồng cây thường thôi, cây gỗ thôi. Trong con chi ke Cái gì có vậy? cây. Để farm gỗ đỡ mệt chứ chi. Gỗ nhà mình gần nhà mình thiếu gì? 100. Sắp hết sắt nữa rồi nè. Em phải làm cái đường ống để tao trồng mấy cái cây này không chị? Từ tao phải làm xong được cái này, Có không mấy biết cái cái độ cây đẹp cao của lắm. này thế Có nào. mấy cái cây đẹp lắm nên mình chưa có trồng. 18 cái đủ chưa ta? Cái thang máy này không biết cao bao nhiêu đây, 18 cái. Thang máy về hướng nào ta? Mình nghĩ là theo cái hướng này đi, từ chỗ này sẽ bắt thẳng lên trên cái chỗ kia. Ok. Sẽ số 8 ngay đây. Đây đúng không ta? Đây. Đấy. Lên. 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 Mình phải fly thôi chứ nó không có được nữa. Đây là cái thang máy có thể là giúp con Yeti nó lên được khu nghỉ dưỡng trên đây được. Wow, canh vừa chuẩn luôn các bạn. Ui, nhìn kinh thế. Chắc mình làm hai cái thang máy luôn, bỏ đường cái. Chung đi. Khùng quá, lỡ bị kẹt thang máy sao? Trời ơi, cao cái này to quá nên là cái này to thật đó chứ. Cái này nó chạy bằng cái gì ta? Ủa nó chạy bằng cái gì ta? Chạy bằng điện hả? Wow, nó chạy bằng điện. Metal Truck Unpower. Ủa, thế địch nào? Có nhấn E ở đâu? Half option không à? Request vô Voltage là cái gì ta? Voltage là cái gì nhỉ? Unbounder. Cái này chạy bằng điện luôn các bạn ơi. Cần 10V để hoạt động được cái này, vậy là có nghĩa là mình phải làm máy phát điện rồi. Vải tèo hơi khó nha. Ở dưới tim mày lên trên kia mày xây tiếp cái sân dạ, cái sân hồ bơi đi. Rồi xíu tao làm này xong rồi tao đi xây. Ủa sao tao tắm Mình không biết sẽ tao cần tắm là này cái tao động đậy. generation đúng không ta? Power generation đây rồi. 30 sắp powder, 20 sắt và cái gì đấy, ai biết đâu, lên coi thử. Đây. WARTZ, cái đó hình như là thủy tinh đúng không ta? WARTZ. Cái đất đâu nhỉ? Wow. Cái này làm bằng cái gì ta? Hay là mình phải đi đập cái này ta? WARTZ thì nhớ không lầm hình như cái này là để mình coi thử coi. Ok, cái đó là thạch anh đó các bạn. Cái thạch anh thì mình là phải đào dưới đường hầm. Ê, mày đi ra đào ít thạch anh dùng mày. Để mình đi mai cái đó, mình đi mai ít thạch anh về mình mới làm được cái máy phát điện. Đâu rồi nhỉ? Cái nón đi cái nón thợ lặn của mình đâu rồi trời? Nhảy lắm được ta. Cái nón đi đi cái nón đi đào mỏ rồi ta. Đây rồi, bây giờ mình thiếu đó chính là cái nón thường. Phải thì cái nón đâu là mất tiêu rồi. Ok. Ô đi xuống đây là chết luôn ấy. Để mình đào sâu xuống. Rồi. Ê, may quá không chết. Hình như xuống tới tầng 32 sẽ thấy được cái món đó. Để giờ mình đào thử coi, có đúng không? 41 rồi. What the fuck? Đào tới núi lửa luôn rồi.
Chết mẹ. Chết luôn, đào tới nó lửa luôn mày ơi. Ê, chết cha rồi, tạo ra nhân vật luôn. Là sao? Má chết nhắn lộn rồi. Chết rồi, chết cha nhắn lộn cái gì rồi. À, đi tạo ra nhân vật luôn có quái vậy nhờ. Chết. Lộn gì hay là vô trong đó nó bắt phải tạo lại? Bấm lộn nút mẹ nó rồi. Trời ơi là trời. Thề luôn á. Nhưng mà bấm cái gì mà nó phải bắt tạo lại kỳ vậy? Giờ nó muốn tạo ra nhân vật mới, giờ nó bị lỗi nó bắt tạo luôn rồi. À, cày cú rồi trời, đây xui ghê, nhấn lộn nút các bạn ơi. Ok đợi mình chút. Rồi mình đã trở lại, nói chung là mất sạch đồ luôn các bạn ơi. Mình rớt xuống nữa xong mình mất sạch đồ luôn rồi. Cái đi đào thạch anh khốn nạn đó. Nó mất sạch đồ và nó đít mình ra khỏi chi ba, mình nhắn ngu quá, mình dính ngay chi ba. May mà JT vẫn còn giữ cái chức vụ giờ JT làm chủ chi ba của mình nè. Các bạn thấy cái hình cái đầu lâu không? Kiểu như là nữ vương á. May chứ không là mình không thể làm tiếp tục cái công trình này được rồi. Bây giờ mình sẽ xuống mình làm lại ha. Đạo phẩm giờ y như thằng mày luôn rồi nè. Không có cục cức kia luôn, con JT nó còn có đồ cơ. Đừng có xin tao nha, to đâu á. Mi giờ nghèo đói rồi, giờ nó làm chủ chi ba nó, giờ nó chảnh với mình cơ. May chứ nãy giờ nó sai thú đập mình chắc mình cũng chết quá. Cái Chết nhát nữa rồi. gì vậy? Tao nhảy từ trời xuống cái sao? Mày. Rồi. Tôi xuống con bú vậy. Trời ơi, mình nhìn đây nè. Gì vậy? Con vũ dài nó siêu on trên chỗ này luôn nè, thấy không? Holy shit. Má ơi. Lầy trời, con này lầy dữ trời. Nó siêu on như này luôn, trời ơi, tự nhiên động đất hết không? Con này lầy dữ trời. Mắc cười. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc thôi. Nói chung mình đi làm Để lại đó bộ đồ là các bạn ơi. Để nó đó là thú nuôi luôn. Nhìn làm lại cúp nè, steel nè, steel god nè. Đạo phẩm xui xui dữ ta. Mình nhấn nãy nhấn lộn nút nó dính kèo luôn. Đau khổ cuộc tình thiệt chứ. Quá là đau khổ luôn, mất sạch đồ. Thôi để bữa sau mình làm lại đồ cũng được. Cung tên đồ các kiểu đà điểu. À cái này làm nhanh mà. Ok, được rồi, mình có lại cũng một chút đồ tạm ổn rồi, làm lại được mấy món rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm cái kia, không cần phải xin con JT đâu, nó keo kiệt, nó giờ nó không cho mình đồ luôn, giờ nó kêu nó làm chủ. Nó làm chủ rồi, nó lên giọng rồi. Chứ sao? Thấy chưa các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Tinh thở gì mà tinh thở. Giờ nó không cho mình luôn kìa. Ủa cái này sao nó kỹ ta? Cái gì bên kia sáng sáng vậy ta? Đá quý à? Ủa sao lấy không được ta? Ủa kỹ trời. Tách cái này làm cái nồi gì nhỉ? Cái gì trời, động đất. Mày cút không mày? Mày cút không? Ôi nó quất bay xuống luôn kìa. À, cái gì? Con cỏ này. Cút. Cút, 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 cút xéo khỏi nhà tao. Ờ, bây giờ mình cần nói trên. Ủa, cái nãy là Flynn rồi mà ta. Mình đào mớ Flynn gì mình để đâu rồi ta? Cốt, cốt, cốt. Đâu rồi, Flynn đâu rồi? What the fuck, mình dùng hết Flynn rồi. Tí hồi lên cho tao mớ mau bò luôn. Từ đi đào hết Flynn đó. Mình sợ mày đi vô cái hang coi chừng mày rớt xuống núi lửa nha. Tại mày rớt xuống núi lửa lần tao ớn quá rồi. Cái nào vậy? Cái hang trong khu hầm mỏ đó, tao đào một phát tới núi lửa luôn. Khu mỏ mạnh đó hả? Ừ. Tao đào tới núi lửa lẹ vậy ta? Tầng 32 tới núi lửa mẹ rồi đào phát lọt xuống hố luôn. Quảng cá hồn luôn. Cái này như bị lỗi á. Lắp cái lỗ lại, có đi vô trọng thì lắp cái lỗ lại. Để
vô lắp lại cái lỗ đó, cái lỗ đó ác thật. Ingot metal, trời ơi hình như nãy tao đem mới ingot theo nát tan nát cuộc tình luôn rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Ờ trong đây còn metal nè. Rồi giờ chế được cái máy nhiệt điện rồi đó. Ơi chế máy nhiệt điện cần phải cáp nữa mà, có cáp nó mới dùng được mà ta. Là máy nhiệt điện gì vậy, chi vậy? Cây bồ cờ A bờ E đúng không ta? Cái để hoạt động thang máy nó không có gì điện nó chơi không được. À mày làm cái thang máy bên này hả? Làm thang máy hạng nặng luôn mà nãy giờ mình làm nó mình điên hồn với nó luôn. Làm một mớ đồ xịn của mình rớt xuống nơi lửa mình không biết sao hết, giờ gia ti nó làm chủ rồi, giờ mình làm đầy tớ rồi. À, bây giờ thì mình sẽ đi làm một cái đây này, cái cây bồ này KBLE hả? Phải cái này không ta? Mấy cái này giờ nó khác hình ARK quá, cũng khó để làm thiệt chứ. Tower Keyboard, à electric. Đây rồi, cái này hình như là cái này chắc khó dữ trời. Cái này được chế một đồng, hai polymer gỗ. Ok, chế thử coi nào. Trời lớn luôn, đã nghèo đọc con sợi vết bẩn rồi, mất mớ đồ xịn luôn bay ơi. Ui lại sao có trứng con này ở đây. Ơ đi, con này phá nhà nữa. Tới đây, mày tới đây tao chơi với mày. Đừng có phá cái hàng rào nhà tao. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Rồi, bây giờ mình chỉ cần lấy đồng thôi. Đồng bên đây có không? Wow, đốt được mớ. Cờ A. Đây rồi. Polymer. Ủa polymer có rồi mà ta. Đây nè. Wow, ngon 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 ngon. Nghĩa là thang máy có thể hoạt động được, hy vọng là nó hoạt động được nha. Cái máy kia đâu rồi? Hy vọng là cái máy nhiệt điện của mình nó có thể hoạt động được và giúp cái thang máy mình đi lên trên trời được. Cái này mình nhớ đặt ở dưới đất được nè. Ủa kỹ ta. Nó cần fountain à. Nhớ máy nhiệt điện trong ARK đâu có cần fountain đâu ta. Mẹ không có gì luôn cơ. Khổ dữ ta. Sống một chết một cái thì nó mất hết đồ luôn. Ăn mày chúa luôn à. May mà mình còn xây đồ được chứ cứ mất luôn cái quyền mà sở hữu cái đám tập nham này chắc chết quá. Đấy, bây giờ mình để dây điện qua, dây điện này bằng cái này. Nó sẽ snap với cái này. Chết cha rồi, không được rồi. Thì xây gì vậy? Xong chưa à? Ồ, có dây điện rồi đây. Qua xây nhà phụ. Xây đi, ta đang xây cái này. Khó quá, cái này khó quá các bạn ơi. Tao xây một bên là một bên mày không xây được nữa thôi chứ. What the fuck? Cái gì phát điện đó sao trời? Chạy bằng gasoline. Đấy, mà sao nó hút điện qua bên kia được ta? Cái này hơi khó, hình như nó cần phải hai cái cable, hai cable bên kia, cho nên nó khác quá, ai nào cao quá mình không biết luôn á. Đưa ít gasoline coi. Chị ha.
Rồi, ok, hy vọng là sẽ chơi được nha. Máy sẽ hoạt động là chắc chắn rồi, mà nhưng là nói qua kia. Có điện rồi, mà nhưng trên đây có điện không? Unpower. Unpower. Cái này là cái gì trời? Chết tiệt. Voltage là cái này là cái gì ta? Là sao cái gì vậy? Cái thang máy á hả? Khó quá, không chơi được luôn á. Chết rồi, các bạn ơi, quỳ quá rồi, có điện chạy rồi mà. Nè, nó có điện rồi mà nhưng giờ nối vô cái này nó không được, kỳ vậy ta. Không cho biết cúp luôn, đậu phộng nó. Sống bằng tiền vậy nè. Chơi kỹ trời. Chết rồi, cái này quỳ rồi đó. Ok, chắc mình nghĩ ra được cái này rồi đó. Nó cần cái nãy mình quên cái loại dây này, nó thành ra mình nghĩ chắc cái này là đúng rồi. Thế chết rồi nhỉ. Cái này là socket đường dẫn, còn cái dây này sẽ là một cái giúp cho mình có điện, mình nghĩ là vậy. Đấy, điện nó truyền vô rồi mà cái này chắc chắn sẽ là cái đồ bán dẫn cho nó. Sao nó quay về hướng này ta? Holy shit. Có điện không nhỉ? Hot keyboard. Cúp điện à, tắt cái này đã tắt điện liền nè. Đấy, điện vô. Unpower. Nghĩa là cái này nó cần một cái, chính xác nữa là một cái sợi dây. Một cái bán dẫn mà cái truyền vô sao ta? 1, 2, 3. Hydraulic, electrical. Cái này horn. Hai loại. Cái này đã công tắc rồi. Nó chỉ còn hai cái loại này thì mình không biết hai loại này nó sẽ vô được không. Hết điện rồi đó nha, hết cách rồi đó nha. Trời ơi, con sói luôn, nó spawn ngay chỗ này luôn. Cái tính bay này nó cắn tao rồi. Đập chết nó đi. Con gì cũng có. Ok, nó cần một cái, còn cái nguyên liệu cuối cùng nó là cái nào ta? Nhớ điện chứ có hai loại thôi mà. Cái cục để truyền vô là cục gì ta? Cho điện nó truyền qua cái cục khác á. Khó nhỉ. Cái này bữa trong ARK thì mình nhìn mình biết liền, còn bên cái này thì mình quỳ quá. Bullet electrical when connect Nhưng mà sao không bay lên được ta? candle. À, cái này này là cái này nè. Junction box hình như là cái cục này phải không ta? Nếu không lầm là cái con mẹ này này. Gỗ. Ok boy. Ok boy, hy vọng là mày đừng có lừa tao phát nữa nha. Nghiêng về cái bộ dây điện, nghiên cứu dây điện thôi, phải đuối rồi. Bóc đâu. Chắc chắn là cái này luôn á, mình cá luôn là cái này, không phải cái này nữa thôi, nghỉ game. Không phải nghỉ game thì chắc chết á. Chính xác rồi, nếu không phải là mình xóa game luôn, hứa anh dự. Holy shit, cái này nó cần có điểm tựa má ơi. Fold. Nè.
Power rồi. Ê, xuống mày. Ê, nó lên luôn rồi. Trời ơi, cái thang máy cứ heo. Thang máy lên rồi kìa các bạn. Đó, thang máy đã hoạt động. Trời, làm cái thang máy nãy giờ mà tốn thời gian ra. Chết 800 lần. Giờ sao kêu nó xuống đây. Trời, đúng cao luôn quá nha. Ta đi xuống. Rồi, mày lên đi, tao cho mày xuống nè. Qua chưa? Qua chưa? Từ từ từ. Đang chạy qua. Sợ quá, đứng đây sợ té. Đứng lên cái đó đi, đứng lên cục đi. Lên đi. Trời, bắn tút lút bên kia luôn cơ. Đứng lên cục nào? Ngay chỗ cái đầu con cổ dài đó, con cổ dài nó spawn nó núp trên đó luôn các bạn. Ủa cái này hả? Không phải là cái buồn không? Cái miếng ghê nữa. Thang máy cấp cao đẳng cấp mới chơi cái thang máy này được. Chỗ này phải làm ít cái tụ chứ chả ăn thịt thúi nữa chứ đau khổ. Ta đang xuống nè. Biết rồi. Ta đi chậm quá hả? Cái này đi hơi chậm một tí à. Má này to ghê chứ. Nó xuống tay rồi. Ngon. Đi lên, đi lên, đi lên. Chu. Nó cho kẹt rồi. Mày mới phá gì phải không? Sao mới đám e nó ngừng lại á? Ồ, các bạn nghe nè. E là stop. Không bao giờ rớt được thang máy đúng xịn luôn, lên cái tầng cao nhất trên đây. Chơi này bằng điện mà, nếu chơi bằng gỗ thì nó cù bắp lắm, bọn này mình chơi bằng điện luôn. Đã thiệt chứ, ui bằng luôn. Chắc là mình phải làm một cái gì đó cho nó ra đây, cho nó an toàn một chút rồi. Để coi làm được không. Nó ăn lại thịt thúi nữa má ơi. Đấy, mình sẽ làm cái chỗ này khá là an toàn tí để có thể là leo ra một cách dễ dàng. Chứ cỡ dây ti là nó chết biết à. Mày sợ té nó đại nhưng mày còn lôi tao ra. Ui, thang máy hữu hiệu luôn. Cái này mà sang một tầng xuống y như là thang máy xịn luôn. Bây giờ mày qua mày nhìn nè. Thang máy mát an toàn luôn rồi nè. Mày xem cái gì đó cho nó mà Cái đường vòng đi ra nè. Nhìn nó đã lắm. Nhìn nó trời. Gà dịch gì mà lên tùm lum hết vậy. trời, nãy có con sói này nữa nè. Mày qua đây coi. Giờ đi xuống thang máy dễ không? Cái này mà là một đường dài là y như thang máy thiệt luôn á. Làm bằng gương hết. Cái thang máy này y như là thang máy hiện đại luôn á. À đúng rồi đó, bữa sau làm đi. Tao chưa đứng mày đi mày. Đã thiệt chứ. Được rồi, tới đây nếu mình muốn xuống nhanh thì mình có thể bay qua mấy nhà. Như một ninja. Đấy. Mình stop cho GT nó lên lại. Cái này nó theo đúng quy luật ghê, nó không có. Thôi để cho GT lên đi. Mình đi chuẩn bây giờ mình làm cung tên, mình sẽ đi bắt con cá mập nha các bạn. Ôi đúng rồi, mình vô mình làm đại cao long nét chứ. Ok bây giờ mình lấy đạn và mình sẽ đi bắn thôi các bạn. Đủ rồi, có đạn rồi, có súng rồi. Bây giờ thì what Mày bắn cái the gì vậy? hell, cây long nách này không chơi được là sao? Mày đi bắn cái gì vậy? Ủa cây long nách refine này không chơi được à? Bị lỗi rồi. Ủa long nách mà sao không bắn được cái súng này? Ok nha. Ảo diệu, có gì đó ảo diệu xung quanh đây. Ủa cái súng này mình lỗi ta. Ủa sao nó không bắn được cái đạn kia của mình ta? Kỹ trời.
Ok, để chỉnh lại coi. Mình sẽ đi săn cá mập. Mày đi săn cá mập không? Mày còn súng phải không? Có súng mà còn. Mày ta đi. Ê, mấy cái bàn bự 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 này làm sao để là học được nó ta? Request lên Linder. Cái này lại học được cái kia không được. What the fuck? Cái này gỡ ra sao ta? Ôi, trong này có bàn ghế luôn gì đẹp quá trời luôn nè. Giờ gỡ cống nhòm ra sao trời? Thiếu fiber. Ok, mình làm lại cái súng vậy. Cái súng bị lỗi rồi sao á? Cái súng đó mình lượm. Rồi, đủ rồi đó. Đi đi săn cá mập đi, mày say từ đó xong chưa? Đi săn cá mập, bỏ cá mập về nuôi chơi. Đâu mày đâu? Tao đang làm lại cái súng để tao đi săn cá mập đây. Ủa, fiber 80 cái luôn hả? Sợ gì? Tao giờ tao còn không có giáp, tao còn không sợ đây. Con mẹ này không có fiber luôn ta. 80 fiber giỡn mặt hả trời? Fiber tao có nè. Mày có nhiêu cái? Wow. Ủa sao tự nhiên chết vậy? Mày té hả? Chết rồi, hình như nhấn lộn té được. Thế đây lượng fiber vậy? Tao có fiber nè. Có nhiêu cái? 80 cái lận. Nghe chỗ cái xác tao đó hình như tao nhớ có nhiều lắm. Sâu lầm tao kiếm gần đủ rồi. Cái quách gì mặn nặng chứ. Trời, cầm theo đồng sắt gì không nặng mới lạ. Rồi, nghỉ đủ rồi đó. Ok, đủ rồi. Trời ơi, fiber nó có quá trời luôn. Trong tủ tao nhớ cũng nhiều lắm luôn. Thằng Kim đâu rồi ta? Ở trên đó luôn á, mày đi thang máy lên đi. Giờ cần lo cái gì? Thang máy lên đi. Con Kim nó ở trên đó đó. Không có, hồi nãy tao đang cởi nó bay xuống. Còn nó đâu? Ở trên chứ đâu. Ý là bây giờ có thể là nó đang ở giữa không trung đâu đó. Không, tao thấy nó đang ở trên đó đó. Máy đâu rồi? Rồi, ok. Máy xuống. Rồi, sẵn sàng chiến đấu thôi. Cất đồ đã. What the fuck, nhiều đồ dữ trời. Cũng lâu quá. Cất mất mấy cái sắt đồng này đi, vác theo nặng quá. Rồi, ok, mình nghĩ được rồi đó. Đi 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 săn cá mập mày. Xuống nước à? Xuống nước. Xấu à. Ý, ôi có con cá mập về nhà mình luôn, trời ngon hả? Trời, tao tao vừa định đi săn cái tao ra tao gặp luôn mày. Kìa kìa bắt đi. Xấu à. Tao dụ nó, tao dụ nó, tao dụ nó, mày bắn đi, tao dụ nó, tao dụ nó về nhà. Lấy cái lông nách à? Ừ, lấy lông nách, bỏ đằng đắc slip vô. Tao dụ nó nè, tao dụ nó nè, tao dụ nó. Tao giờ tao dễ chết lắm luôn. Con này 52 level luôn mày ơi, ngon. Tao bắn có trúng không ta? Bắn ở trên bờ xuống, bắn trên bờ xuống trúng luôn á. Ngắm lại, ngắm chỗ phải này bắn. Đúng rồi, trúng. Con này ngu, con này may dữ trời, vừa khởi hành mà ra gặp nó rồi. Dụ nó, tao dụ nó, tao dụ lên. Đừng để nó chạy. Nó bắn lâu lâu quá à. Chạy ơi, nó chạy ơi. Không chạy đâu, con này 6 sao lận. Chết cha, nó chạy. À, nó chưa chạy. Ê, nó chạy rồi kìa. Ngắm vô nó phế thì chứ khỏi cần ngắm luôn. Ê, xỉu đó mày ơi, xỉu đó mày ơi. Trời ơi, con này bắt dễ dữ à. Ui. Do cây đông nách nó mạnh á. Dưới đây có mấy con cá lạ lắm mày ơi. Con cá lồng đèn mày ơi. Ê, tao không có thịt mày ơi. Đâu mày đâu? Được rồi, tao bỏ, bỏ. Sợ quá à. Bỏ vô rồi. Bỏ vô chưa? Rồi, để tao đi lấy thịt đùi đó. Tao chẳng có đồ mặc, tao còn không sợ. Mày sợ cái gì?
đi lấy thịt đồ cho lẹ. Cái hàng cây bên đây, ôi đẹp dữ mày. Tao trồng á. Cái cây bên kia nhìn đẹp ghê mày. Tao. Cái cây vàng 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 á. Tao trồng á. Làm cái hồ cá nhỏ ở đây được á, có lý á. Đẹp không? Cái chỗ hồ hồ nước này đúng không? Ừ. Tao trồng á. Trời, con cổ dài level 1. Nếu tao đem lên trên phòng trồng luôn. Ừ, đem bên không đi, để tao bữa sau tao bắt cái vàng nước ra rồi trồng mấy cây ra. Bây giờ chặt mấy cây này không biết có ra hạt giống lại. Thì bữa mình đi qua kia mình chặt đi. Chặt mà, chặt ra được hạt giống mà, lấy cái con Seeker hút nó ra. Mười sáu thịt đùi quá thơm. Không có món đồ gì cho em hết hả mấy anh? Em giờ trần truồng rồi nè. Giờ trần con mẹ nó truồng luôn rồi. Đi săn thú để kiếm lại đồ. Con cá mập chắc để nó xíu đi. Mình sẽ na nó lên ở trên không chung ở. Mình là sống bơi với cá mập luôn cho nó chứ. Thật đâu. Rồi ngon, đủ đủ á. Ui con này tới 30 thịt đùi. Chắc tao lên trên cao tao giết luôn con cổ già trên kia quá. Mà thôi sợ nó phá luôn cái kia sân chơi của mình. Mẹ đó con cổ già nó nhây nhớt thiệt chứ. Đây thịt đùi. Ê mày lấy thịt đùi, mày lấy thịt đùi vô nấu đi, lấy thịt đùi vô nấu đi. Trong con rồng nè. Để tao xuống tao bắt con cá mập này coi. Mẹ nó con cá lồng đèn dữ không ta? Enter hả? Có vẻ cũng nhanh á, khá là nhanh. Con Enter nè, con gì trời. Hiền hay dữ à? Cái này là Deep Ocean mà nó ngay cái vùng nhà mình ở luôn nên cũng không có sợ lắm. Trời, cái con cổ dài kìa, nó chiếm một con cổ dài, một con gà. Nó lên cái hồ bơi khổng lồ của mình ở trên đó kìa. Ôi, con gà bơi đuối sức chết. Chết queo rồi mày. Đi lên trên coi thử coi. Chết luôn hả? Ừ, chết luôn rồi. Cái bất tiện của thang máy đó này đó chính là khi mà nó lên nửa chừng là mình không thấy cái nó xuống được. Ui, nhìn đã thiệt chứ. Đi bằng thang máy đúng với hiện đại luôn á. Mà nó đi hơi chậm một chút nha. Trời, cả có cả con công bi trong đây nữa nè. Rồi con này chắc cũng sắp tới tháng luôn rồi. Con này chắc cũng sắp chết nữa rồi, các bạn biết sao. Ở trong đây nó sẽ bị bể oxygen và xanh mình thấy nó đứng im vậy trời. Con Kobe nó spawn nó trên cái hồ của mình thì nghĩ nó chắc chết chết sớm thôi. Con vịt nó chẳng chết rồi hả? Ê mày xây cái hồ này tao ra bằng tao lên bằng kiểu nào mày? Nhảy lên. Nhảy lên được cức. Để tao rớt xuống mấy lần tao nhảy lên được à? Cức mày lên đây mày nhảy hộ tao cái. À nãy tao nhảy một lần rồi, nó hơi khó mà cuối cùng hồi rồi rồi. À. Ủa sao mày nhảy kiểu gì mà nhảy ra luôn hay vậy? Tao không biết nó bị lát. Cái hang bự lắm mà sao nhảy ra được hay vậy? Tao không biết sao tao nhảy ra tao rớt lộn đầu luôn rồi. À mày nhìn cái thấy cái lỗ không? Tao lượm cục đá để tao nhảy lên á. Mày xây bựa quá thành ra. Xuống đi, cho thằng máy xuống đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ xuống mình cho con cá mập lên thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đợi ha. Ok, được rồi các bạn ơi, con cá mập đã xong rồi. Wow, Megalodon level 52. Mẫu 2000. Được đấy, được đấy.
Thật đâu rồi, thật đâu rồi. Mẹ mấy con mày, cút ra coi. Cút, cút. Cút không, mày cút không, tao đập mày chết đâu giờ. Thật đùi thôi, lấy lại đi. Lấy lại mình vô mình nấu, nấu súp, súp ăn. Trời, mày xây hai cái cây dưới nhà mày tính nó đâm đủ nhà bây giờ. Cái gì? À, cái cây dưới hả? Cây dưới mà. Nó lên rồi kìa. Nó lên trên nhà trên luôn hả? Đục lũng nhà rồi kìa. Rồi, mình lấy một ít thịt đùi mang theo ăn thôi. Ê, mình đang no mà. Giờ mình chỉ còn kiếm mà chứ đồ hết rồi. À, đi lên có cá mập không nè. Cái gì vậy ta? Đi thang máy không? Đi thang máy lên cá mập không? Nhưng mà cái gì mà rầm 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 nhà vậy? Con cổ dài chứ cái gì? Ồ, bắn con luôn, nhiều chưa? Cho nó chết hết đi. Cho nó chết hết đi, nên làm rụng nhà mình hết. Đi lên. Đi. Đang đứng này. Kêu lên. Tao xô mày té tên không? Thôi té chết á. Rồi mình giờ trần trụi luôn, giờ thổ dân luôn à. Không có cái đồ nào mặc hết. Cái nãy giờ không có làm được đồ hả? Không, tao làm vũ khí với lại rìu với cúp à. Giờ không dám đụng vào cái con cổ dài này, xịn nó quơ luôn cả cái khu vực ở trên đây. Này mày thẳng qua đây, mày thẳng qua đây. Mày đi qua chỗ này nè. Mày thẳng qua. Không. Thẳng qua luôn, đi thẳng qua luôn. Thẳng tới. Thế hả? Ừ, thẳng tới. Rớt mày ơi, nãy mày rớt lần mày. Sao mày? Mày chuẩn tâm nhu nhu như mày à. Cũng được đấy. Ui, trên này tuyết rơi. Ú. À, đây. À quên, đúng, đúng đúng rồi, đi đi. Đi coi con cá mập, cá mập. Tao đi cái mấy cái bàn đẹp đẹp mới được. Cá mập, nhưng cá mà mấy mập, cái đồ đẹp đẹp phải phải xây ở ở cái bàn gì á, kêu là phải. Ê mày còn thịt không, mày cho con cá mập ăn kìa. Wow, cá mập đã được đêm về được cái hồ của mình rồi. Mình cho nó enable rendering thử coi thế nào. Wow, cá mập về, cá mập về với bản rồi. Can only be grabbed at hot, hot beach. Ui, cá mập bơi rồi kìa, cá mập bơi rồi. Cái hồ này không biết nuôi được mấy con cá mập. Đâu đâu đâu, đâu xuống coi coi. Nè, bơi rồi nè. Tao lên chỗ này cả. Cái hồ của mình nuôi, cái hồ của mình bơi gì mà đi nuôi cá mập cũng chơi, chơi sang lắm á. Mình không biết có trồng cái gì này. Một con cá mập rất là to, bây giờ mình ra ngoài mình thử cho coi. Cho nó bơi tự do được không? Đang cho nó bơi tự do đó. Sao nó im im vậy? Tuyết rơi phủ trắng nhà luôn rồi. Sao nó đứng im, nó không bơi vậy? Nó đang phơ. Thôi cho con cổ dài đi đi mẹ ơi, tao nghĩ cho con cổ dài đi đi. Kẹt quá. Ờ, cho nó đi đi. Nó tặng cho bên hòm quà nữa nè. Cho cái súng shotgun luôn, ngon. Con vịt nữa chứ. Ủa bơi rồi kìa, nó bơi rồi kìa. À nó bơi rồi kìa. Bụm. Có gì mấy con cá nhỏ nhỏ nó bơi. Nó bự quá à. Để ra chỗ khác coi, để vô giữa giữa hồ. Nuôi cá mập trên này. Trời, bự ghê thiệt chứ. Mà con đô đô này nữa chứ, mày thích thử thách độ cao à, mày chỗ này cao lắm á, chứ không phải cao vừa đâu nha. Cá mập. Có cục thịt nè. Ô có cục thịt ở đây nè, mất rồi. Nó ăn rồi. Có cá mập nè, đã không các bạn nhìn nè phê không? Có cá sấu vô nữa hả, mà cá sấu bự lắm. Ủa nó bơi kìa. Rồi rồi nó bơi rồi kìa. Cá mập ăn thịt, cá mập ăn thịt. Nó cắn tao mày ơi. Đã chưa các bạn nhìn phê chưa, phê chưa? Với sau mình làm cá sấu trong đây nữa. Cái hồ làm trên cao nó rất là khó nên mình xây diện tích nữa rất là lâu nên xây dày là được là may lắm rồi đó các bạn. Ê, mình bắt con cá heo vô đây được không? Được, con nào lên cũng được hết á, bắt Mirania cũng được nữa. Mày đứng ở đây mày có thể thở được nè. Mày đứng chỗ cho tao mày có thể thở được nè. Thấy rồi, sao nó mất một lỗ ra dưới ta? Nước mà lắp cho nó đầy á, nó bị lỗ.
Kệ nó đứng ở đây mình có thể thở thoải mái, con gà mái luôn. Đây là hồ bơi di động. Mà ở chơi là đang tiết rơi đi bơi. Đúng rảnh hơi thiệt chứ. Rồi con Dodo làm xuống bơi đi. Đập con Dodo nó xuống hồ rồi không bao giờ nó lên được. Rồi nó chìm nó đi luôn rồi. Thôi được rồi, chắc có lẽ là video này mình sẽ dừng ở đây thôi. Và chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nuôi cá mập. Ừ, đỉnh thiệt chứ. Các bạn nhìn JT kìa, nó đứng ngay chỗ này nó thở oxy kìa. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Lấy nó ra ngoài mày. À, được rồi, bye bye các bạn nha. Chào mọi người, để JT nghỉ. Chào mọi người. Nếu bạn thích video này đừng quên để lại like và subscribe ủng hộ cho bọn mình nha. Bữa sau mình chắc là mình sẽ bỏ cá sấu vào. Đây, chúng ta đứng ở chỗ của lỗ. Ôi trời ơi. Mình đút đầu lên đây chi mày? Lấy cái này đập được cái nền nha, nó mà bể cái nền. Ê chết cha. Nó bể cái nền kiến này là nước nó tràn xuống dưới luôn á. Cục thịt này lâu dữ ta. Ok đi. Được rồi, bye bye mọi người.